Alright, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với Phương Vũ. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi coi một căn nhà độc nhất vô nhị. Mọi người nghe tiếng gà gáy không? Căn nhà này nằm ở thành phố Oakhurst, cách Phương khoảng 4 tiếng mấy, gần 5 tiếng lái xe. Căn nhà này thì là cái căn nhà mà Phương đã mua cho khách rồi hồi tháng 9. Thì hôm nay Phương mới có dịp đi lên để thăm lại cái căn nhà này, và nhân tiện cũng quay luôn một số cái hình ảnh đưa tới cái hình ảnh đến cho mọi người. Tại vì căn nhà này hiện giờ đây họ đã sửa sang lại hoàn chỉnh, nhìn rất là đẹp ha, và để cho mướn Airbnb. Thì nhân tiện luôn, Phương cũng mua đến cho mọi người cái vùng, cái khu vực này, những cái điểm mạnh điểm yếu của căn nhà này, và cái chiến lược mà chúng ta đầu tư làm Airbnb ở đây. Rồi, để Phương quay một vài khung cảnh bên trong bên ngoài, đưa đến những cái hình ảnh chi tiết cho mọi người nha. Hôm nay là một cái ngày khá là mưa, cũng khá là lạnh ở trên này ha. Rồi, hẹn gặp lại mọi người trong một vài giây. Alright, và đây là Phương đang đứng trước trên cái đường đi vô cái căn nhà này. Căn nhà này nằm trong một cái khu bìa rừng rất là thơ mộng và rất là yên ả và đẹp ha. Hôm nay thì ngày mưa thôi, nhìn nó có vẻ hơi âm u một tí, nhưng mà cái ngày nắng họ rất là đẹp. Ok, để Phương xoay lại trước căn nhà này cho mọi người coi. Đó, mọi người thấy không, hôm nay thì mưa nên khá là lạnh, nên mọi người nghe cái giọng Phương nó run run ở biết rồi. Ok, đây là cái đường đi vô. Cái nhà này là rộng hơn 2.000 square feet, lot size là khoảng 2 acre, tức là khoảng gần hình như đúng 2 acre không ta? Đó, 2 acre chắc cũng khoảng gần 60.000 square feet quá, Phương không nhớ rõ. Thì đây là cái trước nhà của căn nhà này ha. Đó, phía trước họ trang trí dăng đèn để làm một cái fire pit ở đây, rất là thích hợp để chúng ta làm Airbnb ha. Airbnb cho những cái người ta muốn tới đây người ta nghỉ dưỡng đó nè. Đó, cái căn nhà này, khu này được rao bán là 500.000, hình như rao bán là 400 mấy đó, nhưng mà mình mua cho khách là 500.000. Ok, để mình đi xuống từ từ. Đó, họ sơn sửa lại mới hết. Nhìn rất là tươm tất và đẹp đẽ, khang trang ha, rất là dễ thương. Cái máy thì cũng là mới hết trơn luôn, họ sơn sửa ngoài lại rồi. Cái nhà này rất có potential để chúng ta làm Airbnb. Nếu những ai có những cái nhu cầu dịch vụ, có những nhu cầu và cần Airbnb ở trên này thì liên lạc với Phương. Phương sẽ kết nối cho mọi người. Cái khu này nó cách thành phố, cách cái Port Yosemite khoảng 35 phút lái xe thôi. Đó, nhưng ai muốn cần mà đi chơi ở Yosemite thì có thể mướn cái nhà Airbnb này ha. Cái thành phố Oakhurst này thì nó nằm trong một cái bên trong khu bìa rừng. Cái lợi điểm của nó là một cái khu nghỉ dưỡng thích hợp làm Airbnb. Đây là cái second investment của khách hàng của Phương. Thì bây giờ họ đang đi lên để họ mua thêm một cái căn nhà khác. Đó, mọi người thấy không? Rất là yên ngắn ha. Sorry, cái tay Phương nó lạnh quá nên hơi run. Ok, để mình đi vô trong mình quay căn nhà này cho mọi người coi. Này, đây là phía trước căn nhà này ha. Ở phía trước này chúng ta có một cái carport ở đây luôn. Đó, bên kia chúng ta có hai xe garage. Để mình quay nè, đó, trước nhà đây. Rất là đẹp nha. Mình thấy cái khu này nó có rất là nhiều potential để chúng ta có thể đầu tư ở đây. Tại vì ở đây cái county này họ cho là mình làm Airbnb ở đây. Đó, Airbnb thì mọi người thấy đó,
Ở đây thì họ không có cạnh tranh nhiều và cũng rất là dễ cho mướn luôn. Tại vì cái nhu cầu mà khách họ tới đây, họ nghỉ dưỡng, họ take vacation rất là lớn ha. Có rất là nhiều người nhà đầu tư đã đổ về đây rồi. Nếu như ai cần những thêm thông tin thì hãy gọi cho mình ở số phone là 310-480-7779 nha. Đó. Đây là những cái cơ hội đầu tư rất là béo bở nha mọi người. Alright, đây là cái khu vực phía sau của căn nhà này ha mọi người. Hôm nay là một ngày khá là mưa, là lạnh. Lạnh quá, lạnh quá. Đó, bây giờ nó có cái deck ở đây, mình đi xuống đây ha. Buổi tối đó, chúng ta ngồi ở đây, có cái fire pit bên này ở hai bên trước rất là thơ mộng. Chiều chúng ta có thể ngồi đây ngắm hoàng hôn này nọ ha. Đó, cái vị trí rất là thuận lợi ở đây luôn. Căn nhà này nói chung ra là bio của mình rất là ưng ý ha. Bên này là chúng ta có nguyên một cái sân phía sau luôn mà. Đó, nó tới 2 acre lận. Ở đây chúng ta có cái jacuzzi ha. Rồi để mình phương quay ngược lại cái deck cho mọi người coi nè. Rồi mọi người thấy đẹp không? Đó, tối là dăng đèn lên này nọ rất là đẹp. Ok. Đèn ở đây nè, ha, rất là thơ mộng. Rất là thích hợp cho vacation không? Cho những cặp vợ chồng mới cưới hưởng tuần trăng mật đó, họ cũng về đây, không? Đây là một cái hình thức mà đầu tư rất là ok vào thời điểm hiện tại tại thành phố Oakland. Airbnb thì ở đây họ cho làm rất là dễ dàng ha. Đó. Không có phải bị strict bị limit như ở LA hay là Orange County. Rồi bây giờ mình đi qua bên này luôn. Bên này là bên hông nhà ha. Cái đất ở đây còn khá là nhiều. Quá rộng luôn. Đó, có thể muốn xây thêm nhà gì cũng được á, chủ yếu là có tiền hay không thôi. Trên này thì mình nghĩ chắc cái mà cost để xây dựng nó cũng khá là mắc. Tại vì nó xa xôi quá mà. Đó, mọi người thấy không, trên kia là cũng có những cái nhà trên kia. Đó, có thể là họ ở, có thể là họ cũng cho làm Airbnb cho mướn. Đó. Không. Buổi sáng ra yên tĩnh, nghe gió cây xào xạc ở đây. Rất là thơ mộng ha. Alright, bây giờ là mình đi từ bên trong, bên cái cửa chính mình đi vô căn nhà này ha. Phía bên phải mình đó là cái phòng living room. Chủ nhà trang trí rất là đẹp ha, rất là sáng tạo và thơ mộng. Ok, rất thích hợp cho chúng ta làm take vacation đó. Cái setup của căn nhà này nó cũng đâu ra đó đàng hoàng. Ở phía trước nhà là một cái phòng living room rất là bự, phía sau cách cái bức tường là cái phòng ăn ha. Ở đây chúng ta có cái ghế trang trí ngồi ở đây. Là cái phòng ăn ở đây. Rồi bên này là nhà bếp. Cái nhà bếp cái cửa thì nó đâm ra garage. Đó. Phía bên trái này á, là chúng ta có phòng laundry room. Cái nhà này mình rất là thích tại vì cái setup nó rất là rõ ràng, rất là đẹp. Ha, thì đâm thẳng ra là chúng ta sẽ gặp cái sliding door ở phía sau. Thì cái sliding door này á, nó có một cái deck ở phía sau giống như cái hồi nãy Phương quay lên trên vậy đó. Đó, có những cái bàn ghế ngồi ở đây chúng ta có thể tận hưởng buổi tối chúng ta ăn, làm barbecue ở đây ha. Có thể cho nguyên một cái gia đình lớn ở đây luôn cũng được. Rồi bây giờ Phương sẽ đi tới cái phòng nhà tắm, phòng ngủ với phòng tắm ha. Thì đây là cái khu vực phòng ngủ ha. Nhà này là 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Này phòng ngủ thứ nhất. Họ làm lại sơn sửa rất là đẹp, rất là mới. Ok. Phía bên này là cái nhà tắm.
Rất là đẹp luôn, rất là nhìn rất là sang. Họ sửa theo cái kiểu phong cách hiện đại đó. Cái này là cái phòng ngủ thứ hai. Ở đây chúng ta có tất cả những cái giường ở đây, có một closet rất là lớn. Chủ nhà có muốn lên video không? Lên đây quảng cáo luôn. Đây là cái phòng master bedroom. Ok, phòng master bedroom mà chúng ta rất là rộng ở đây. Cái có cửa này chắc cái cửa closet nè. Wow, trong này có một cái closet cũng rất là bự. Ok, cái phòng master bedroom này trong đây thì chúng ta có một cái phòng tắm ở trong này. Hiện giờ thì cái nhà này họ chưa có cho thuê Airbnb, nhưng mà cái lịch mà đặt Airbnb đã kín hết rồi đó. Một tháng cho là vacant cỡ 5 ngày thôi, một ngày trung bình vậy cũng là khoảng 200-300. Một tháng như vậy là họ đã có lời trong này rồi. Cái tiền mortgage nó cũng không còn nhiều hết, down 20%, 4.000 mortgage tháng, chừng một tháng chừng tính luôn tiền property tax thì nó 3.000 đi. Airbnb một ngày mình kiếm chừng 200-300, nó nội mà bao chừng trung bình bèo bèo cũng 200 đi đó. Là thấy là một tháng mà mình có lời rồi đúng không? Ok, mà cái này cho thuê 200 là ít đó. Đối với những người, đối với những cái lúc mà mùa hè, cái vào cái mùa mà hot đó, người ta đi du lịch nhiều thì có thể cái giá nó còn cao hơn nữa. Trừ ra tất cả chi phí dọn dẹp, clean up này nọ thì vẫn còn rất là có potential, có lời rất là nhiều ha. Rồi nếu những ai muốn có nhu cầu mua bán nhà cửa tại California, hãy gọi cho mình ở số phone là 310-480-7779 nha. Và những ai có cần những thêm thông tin về những cái khu vực xung quanh thì hãy liên lạc với mình. Alright, đây là cái khu vực garage nha mọi người. Cái garage này rất là bự, chúng ta có thể fit cỡ 5-6 chiếc xe đó. Họ turn cái garage thành một cái khu vui chơi, có đầy đủ những cái dụng cụ giải trí ha, bàn bida, ping pong, bàn đá banh này nọ ha, có bạn chơi game ở đây đó, mọi người thấy không? Rồi, ở dưới này á là có luôn cái tivi, có cái tivi ở đây, chúng ta có thể chơi game, nghe nhạc ở đây ha, có tất cả đầy đủ, chúng ta không có sợ thiếu gì hết. Nếu mà Việt Nam mình á mà mướn nhà này Airbnb á là có luôn cái dàn karaoke luôn ha, ca suốt ngày suốt đêm, khỏi ai khỏi sợ hàng xóm phiền hà nhé. Ok rồi, mình thấy cái ý tưởng này làm rất là hay. Những ai mà có nhu cầu mướn Airbnb thì hãy check out cái video này của mình nha. Check out cái nhà này, lên đây chúng ta nghỉ dưỡng đâu ha. Ok mọi người, hồi nãy mình nói lộn là cái bình thường á, cho mướn Airbnb cái nhà này, cái khu này á, bình thường không á, là 400 đến 500 nha, chứ không phải 200 như mình nói đâu. 200 là quá bèo. Ok. Thì cái họ có thể cho mướn khoảng 20 cho đến 25 ngàn trong một tháng. Thì các bạn nghĩ coi, mọi người nghĩ coi. Đó, cho 20 ngày luôn, 20 ngày 400 ngàn đi là 8 ngàn thôi. Đó, mortgage chỉ có 3 ngàn thôi, và chưa kể trừ ra mấy cái tiền lặt vặt để clean up này nọ không. Ok đó, đầu cái này là một cái dự án đầu tư rất là có lời ha, có rất là potential, tại vì cái giá nhà ở đây á nó còn khá là rẻ nha. Ok, giờ mình đi lên cái deck này,
mình nhìn xuống. Tại cái deck này họ nói là ngày thường có nắng thì chúng ta đứng ở đây chúng ta nhìn xuống thấy hết tất cả cái quang cảnh ở dưới và thấy được cái sunset luôn, rất là thơ mộng. Và nó cái sunset nó màu nguyên một cái bầu trời màu đỏ, rất là thơ mộng. Tại hôm nay bầu trời nó hơi âm u ha. Đó. Rồi bây giờ để mình xoay cái camera ra cho mọi người coi nha. Sorry cái video này hôm nay nó hơi dài là tại vì lâu lâu mới có cái dịp một lần lên lên cái khu vực này. Thì nhưng mà trong tương lai mình sẽ cái người investor của mình họ sẽ có thêm những cái dự án để họ đầu tư trên đây, họ mua nhà thêm nữa. Vì những ai có những anh chị investor nếu như muốn tham khảo thêm thông tin về cái khu vực này hãy gọi cho Phương ở số phone là 310-480-7779. Phương nghĩ đây là một cái khu vực rất có nhiều tiềm năng ha, so với những cái khu mà Orange County, Huntington Beach này nọ. Mọi người thấy không, giá nhà nó đâu có nhiêu đâu, rất là rẻ, làm mà có lời liền. Alright mọi người, đó mọi người thấy không, từ cái deck này chúng ta quay xuống, ta nhìn xuống chúng ta thấy nguyên một cái bầu trời đỏ rực vào những cái ngày nắng ấm, một cái bầu trời hoàng hôn ở đây rất là đẹp, phong cảnh rất là thơ mộng ha. Đó, enjoy. Ok, ở đây không có ai làm phiền gì mình hết trơn đó. Có cái nhà này á, nó rất là bự, nó có thể chứa cho nguyên một cái gia đình mười mấy người cũng được nữa đó. Ok rồi, mình xin kết thúc cái video đây. Nếu như ai thích cái video này của mình, xin hãy like, comment trên cái video, chia sẻ, đăng ký cái channel này của mình nha. Xin hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo. Bye bye.